quay chung luôn. Bây giờ là luyện khả năng tự tin và lưu loát, xem hôm nay là ai chiến thắng. Cô đang lên mạng đấy, xem là ai chiến thắng nhá. Xem nào, bây giờ là lần lượt. Ừ, là thế thì ôi hôm nay chị, ôi giời hôm nay anh núi hôm nọ rất là tự tin, em núi hôm nọ rất tự tin rồi, nhưng mà hôm nay là chị Quỳnh Anh rất tiến bộ, tại vì là em núi trước à? Quỳnh Anh vừa mới tự tin bảo con trước, bây giờ con trước đi, giữ nguyên sự tự tin đi nào. thế thì núi lưới... gì? Bây giờ nhá, ví dụ chẳng hạn như là con, bây giờ là cô đang lên YouTube, có các cô, các bác và các anh, các chị, các em ở trên YouTube. Thì bên có cả các anh, các chị, các bạn, thì là Quỳnh Anh có thể gọi là tự tin phát huy tùy. Tức là con thích nói thế nào cũng được. Bây giờ là cô đăng cái này lên YouTube, cô đăng video này lên YouTube và có rất nhiều người, có nhiều người xem, thì con thử con chào mọi người như thế nào? Chuẩn bị xong à? Thế thì em núi chuẩn bị trước vậy. Bắt đầu. Nào. Ừ. Con chào các bạn được không? Ôi giời, hoan hô, tất cả vỗ tay hoan hô núi nào. Ừ, con tên là Nguyên à? À, núi sẽ giới thiệu là con tên là Nguyên, con học lớp mấy? Học lớp 1 à? Cả lớp hoan hô lần nữa, tất cả các bạn hoan hô lần nữa, tại vì núi quá tự tin luôn, đúng không? Các chị học em núi nhá. Thấy chưa? Đã ai bằng được núi chưa? Bây giờ mọi người học sự tự tin và cả sự linh hoạt từ núi nhá. Mình không quá là ngại ngùng e lệ nhá. Chị Quỳnh Anh hôm trước rất là xinh. Hôm qua chị Quỳnh Anh có mái tóc rất là xinh. Chị Quỳnh Anh bây giờ chỉ cần gọi là tăng hơn sự tự tin một chút, không quá e lệ nữa thôi. Nào, bây giờ sau núi rồi, bây giờ đến ai đủ tự tin? Nào, để mọi người nào, bây giờ là ai tự tin? Quỳnh Anh hả? Nào, ừ thế Quỳnh Anh ạ. Con là bác cô, ba cô, ba bạn, em chơi là Quỳnh Anh, bye bye con học lớp nha. À thế à, ơi giời, hoan hô nào, tất cả hoan hô Quỳnh Anh nào. Rồi. Hoan hô nào, hoan hô to lên, hoan hô lại lần nữa. Rồi, giỏi lắm. Tại vì là Quỳnh Anh hôm nay rất tiến bộ, bởi vì là Quỳnh Anh rất là nhát và rất là ngại. Nhưng mà hôm nay là Quỳnh Anh đã dám gọi là đã tiến bộ hơn hôm trước rồi. Thế thì cô có nhìn thấy là hôm qua là bạn Quỳnh Anh mà để xóa tóc ra, bạn Quỳnh Anh nhìn xinh lắm. Đã xinh rồi xong lại còn mỗi ngày một hoàn thiện và tự tin lên. Cái vương miện này cô tặng Quỳnh Anh nhá, lớn lên vừa xinh đẹp vừa tự tin, càng ngày càng hoàn thiện nhá. Tiến bộ như thế là rất tốt, mỗi ngày chúng ta đều tiến bộ lên. Nào, thế bây giờ còn ba bạn này, ai? Không biết nói như thế nào à? Em Nhi? Em không quay à? Em Nhi cũng chưa biết nói gì à? Ôi giời, thế thì hôm nay hai bạn vẫn còn ngày xì, xì là ừ, không cần xù xì, em có dám không? Em có dám không? Em không dám à? Không biết nói như thế nào à? Chưa biết học cách của núi với cả của Quỳnh Anh à? Ui ngại thế. Nhi đã học cách nói được chưa? Ừ, còn chưa à? Thôi thế ba bạn này chưa học được cách, chưa tiến bộ thì cứ thôi từ từ nhá. Hôm nay là núi với cả núi thì tự tin từ đầu, là núi tự tin nhất rồi lại. Còn chị Quỳnh Anh thì hôm nay là đã rất là tiến bộ hơn rất nhiều so với hôm trước rồi. Chúc mừng chị Quỳnh Anh nhá.